Thank you.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta gặp mặt nhau để sinh hoạt giống như cái lời hẹn của tháng trước, là thầy sẽ nhắc nhở cho các Phật tử những cái điều cần nhắc nhở. Xin nhắc là đây là nhắc nhở là đúng nghĩa đó nha, chứ còn nói là giảng dạy để cho trò học đó, nó không, cái nghĩa đó nó không đúng nữa. Là bởi vì nếu mà thật sự mà ai muốn nghe thầy Từ Thông mà giảng đó, kinh điển đó, thì các cái mạng, là mấy cái trang web đó, cũng như là có những Phật tử đã làm băng, làm đĩa sang, bây giờ nó rộng rãi dễ lắm. Cho nên nếu mà các vị nào mà muốn nghe muốn tìm hiểu về đạo Phật của thầy Từ Thông á, thì cứ tìm đĩa để mà nghe. Nếu muốn học thì gọi là học cũng được đấy. Bởi vì nói về Phật học thì tôi giảng mấy chục năm lận cơ, chứ không phải là nghiệp dư, mà là chuyên nghiệp. Cho nên nếu Phật tử nào hoặc là mới bắt tâm mà muốn nghe thì cứ tìm đĩa mà nghe, nhiều lắm, gần như là đủ tất cả những cái cần thiết cho cái việc tu tập, đáp ứng yêu cầu của Phật tử, thậm chí là đáp ứng yêu cầu của tăng ni trẻ. Các bậc tiền bối thì mình không dám nói, mỗi người ta có cái pháp môn tu của ta. Còn như tăng ni trẻ là tìm hiểu những cái băng, cái đĩa, cái bài giảng của thầy Từ Thông á, thì đủ đáp ứng yêu cầu. Cho nên cho tới bây giờ thì không nói là giảng hay là dạy gì nữa, mà nếu gặp nhau về là nhắc nhở cho các Phật tử những điều cần nhắc nhở. Thế thì hôm nay là nhắc nhở một điều, và cũng có thể là cũng lấy những cái điều của các Phật tử hỏi kỳ trước đây, những câu hỏi của các Phật tử hỏi lần trước, để giải đáp được câu nào hay câu nấy, chứ bỏ nhiều lắm, nhiều câu hỏi cũng sâu sắc, cũng cần giải đáp. Và đương nhiên là cũng có những câu hỏi mới lắm, những câu hỏi của những Phật tử mới chưa có sâu đó, là muốn hiểu thì tìm dĩa, tìm băng giảng mà nghe. Chứ nếu mà trả lời câu hỏi đó thì biết chừng nào mới đáp ứng cho những cái người mà ta nghe, người ta học lâu. Vì vậy cho nên xin nhắc là những gì mà trả lời về những câu hỏi có vẻ mà sơ cơ đó, chưa tu lâu đó, chưa hiểu cái nhiều đó, thì cứ tìm nghĩa gì trong cái địa chỉ ở đây thường biết là cô Diệu Xuân, cô Diệu Quang, và nhân dân các Phật tử khác người ta cũng có làm, người ta tặng nữa. Cho nên nếu muốn học nhiều quá thì là tìm các Phật tử làm đĩa đó mà liên hệ, rồi sẽ có để mà học. Hôm nay về đây thì hoạt động Phật sự cho 5 cái trường hạ, tôi giảng cho 5 cái trường hạ, thì cũng nhắc nhở cho tăng ni trẻ là chánh. Mà trong cái những ngày ở đây mà hoạt động Phật sự đó, và đọc báo, đọc tờ báo cũng có, và nghe thêm những cái tin tức bên ngoài cũng có, nó có những cái điều mà phải nói rằng là đối với đạo Phật ngày nay á, người đệ tử Phật không vui được,
Do vậy mà tôi mới nảy sinh ra hôm nay là tôi muốn nhắc nhở các Phật tử một cái bài ở trong Chính Đạo Ca đây. Cái bài này cũng ngộ là tôi mới vừa viết ra thì cái huynh đệ Phật tử Trúc Lý đó thuộc lòng trước tôi nữa chứ. Cái đó là cái điều đáng mừng. Và tôi lấy cái bài Chính Đạo Ca này để làm cái điều kiện để nhắc nhở đây. Cái dây này là lỏng, điều chỉnh trước. Cái bài đó là bài Chính Đạo Ca thứ 40. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nang điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quan hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngọa toái. Cái bài dịch là: ôi mạt pháp cõi đời nhiều trượt ác. Hồi xưa có một cái giai đoạn có những vị học giả, những vị thiền sư, cái thời kỳ mà cấp Phật lâu xa này phải gọi là thời mạt pháp. Nhưng mà nó có một cái thành phần chủ trương rằng thời cấp Phật lâu xa là thời mạt pháp. Nhưng mà cũng có một số nghiên cứu học giả, đạo sư, người ta lại nói là không phải, không có cái thời mạt pháp, không có thời nào có mạt pháp. Đó là một cái lý luận mà rất là thú vị. Do con người mạt cho pháp không có mạt. Nhưng mà có một thành phần, có một số ta nói là cách Phật lâu xa là thời kỳ là thời mạt pháp. Ở đây cũng dựa vào cái thuyết mà chủ trương rằng đây là có vẻ là nói lên cái nỗi lòng, lưu ưu tư lo lắng của mình. Chứ ở đây là cái bài này là của Quyền Giác Thiền Sư. Với cái trí tuệ của Quyền Giác Thiền Sư thì chắc chắn rằng là cũng không chủ trương pháp có mạng. Pháp không có mạng, không có mòn mỏi, không có héo hon, không có mất mát gì hết. Mà nếu nó có mòn mỏi, nó có mất mát, nó sinh ra tà kiến là do con người, chứ chánh pháp không có mạt, không có mòn, không có sức mẻ, mất mát gì hết. Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trực ác, những chúng sanh phức mỏng khó giải lên, cấp Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu, ma quân mạnh gây nhiều quan hại. Cái câu này là cái câu mà tôi để ý, tôi muốn nhắc nhở cho các Phật tử. Hiện giờ ma quân mạnh quá mạnh, tà kiến mạnh quá mạnh, tà kiến nhiều quá, truyền bá hết sức mạnh. Trong đó có một cái số người tự nhận mình đệ tử Phật, và sự thật người ta phát tâm, ta muốn đi theo con đường Phật. Nhưng mà những cái người mà người ta lãnh đạo, ta truyền bá về đạo Phật đó, thì người ta có cái hộp giống tà kiến. Mà hình thức bên ngoài y như là đệ tử Phật, thậm chí chùa chiền họ trang nghiêm, họ tôn trí, họ thờ phượng tượng cốt lộng lẫy rực rỡ đẹp đẽ. Thế thì nếu mà lỡ gặp cái thành phần như vậy thì cái người Phật tử mà muốn phát tâm chân chánh kia biết già lừa vào đâu, biết vô vào đâu để mà lừa. Trong khi đó là có những cái chỗ tổ chức rất là hoành tráng, rất là hùng hậu, đông đảo nữa cơ. Nhưng mà trong đó tà kiến.
Cho nên tôi nói cái này là vì các Phật tử để ý, để ý để mà chọn con đường của mình đi. Bây giờ các vị bảo, nói giờ nếu mà thầy giảng sư nói cho thế nào là tà kiến, thế nào không tà kiến, rồi chỉ cái chỗ tà kiến để cho chúng Phật tử chúng tôi tránh, cái đó mình đòi cái đó không được, không nên đòi cái điều kiện. Thí dụ giờ tôi thấy tôi biết thì nữa, giờ tôi cũng không dám chỉ, bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do sinh hoạt, tự do phát biểu, tất cả tự do dân chủ mà. Cho nên là tất cả những nhà truyền giáo, dầu là tà kiến hay là chánh kiến gì đi nữa, thì của ai nấy triển khai, nấy nói với những cái người gọi là học trò mình, đệ tử mình, những người bằng lòng nghe mình thì mạnh ai nấy nói. Cái đó là cái khó dữ lắm đó. Cho nên là tôi muốn nhắc là Phật tử phải dùng cái trí tuệ gọi là văn nhi tư, tư nhi tu. Cái tinh thần của Phật tử ái mộ quý mến đạo Phật thì cái số đó đông lắm, nhưng mà khi đi vào đạo Phật thì có những vị đông trong số đông đảo đó tưởng là mình là đạo Phật, mình theo đạo Phật vậy là trúng rồi. Thì cái đó, cái người đó đâu có lỗi, người ta vào chùa, họ vào chùa gặp một ông sư y áo đồ giống nhau hết. Hiện giờ Phật giáo Việt Nam này là ông nào cũng giống nhau, thờ phượng giống nhau, thậm chí là có những chỗ đó nó còn đẹp đẽ hơn, còn hoành tráng rực rỡ hơn. Thế thì bảo cái người Phật tử mà là có ý muốn tu hành theo đạo Phật chân chánh thì làm sao ta lựa đây? Cho nên là cấp Phật lâu xa, tà kiến nặng sâu dần, chân pháp yếu mà quân mạnh gây nhiều quan hại. Nghe chánh pháp của Như Lai đốt giáo, nghe cái chánh pháp rồi đó thì tiếc rằng là chưa được là bảy trừ cái tà kiến cho nó dùng nhặt như ngói bể như ngói bể như là gặp tan vậy. Đây là cái lời ý của vụ quyền giá thiện sư, rất buồn bã, ước gì mà mình trừ nó, mình dẹp nó, mình xô lật đổ nó đi như là cái nhà ngói mà bị lật đổ rồi nó bể ra từng miếng, dùng vậy đó thì mới là thỏa mãn cái tấm lòng mà quý kính Phật pháp để mà trừ những cái tà ma, cái tà kiến tà giáo. Thì cái này là hồi xưa, cái này là thời kỳ đó, khoảng 600 năm về trước, đời Nhật Đường khoảng 1600 năm vô trong Tây Lịch đó, mà Quyền Giác Thiền Sư đã nói những cái điều tà kiến là lộng hành như thế này. Thì tới năm nay là hơn 2011 năm mà, thì nó thêm cái tà kiến nữa, thêm cái tà kiến nhiều lắm. Các đạo diễn giáo thêm nhiều, và những cái ý nghĩ mà không chánh pháp nó trộn lộn nhiều lắm. Cho vậy mà tôi cứ nhắc nhở là các Phật tử phải để ý hết sức dè dặt về tà kiến và chánh kiến. Các vị phải quân tập cái chánh kiến và phải thiền định tư duy để nhận thức thế nào là phi chánh kiến, tức là tà kiến. Do vậy mà trong cái pháp môn tu tập của đạo Phật, và trong cái tập 3 có tài chính tăng đó, tôi có nhấn mạnh về ngũ uẩn và tinh đế nhiều lắm. Mong rằng các Phật tử để ý về ngay về ngũ uẩn, về giáo lý tinh đế,
khoan đòi hỏi cái gì lớn lao sâu rộng gì khác. Các vị nghe tôi nói cho kỹ đi, là các vị là có được chánh kiến đó, và các vị có cái nhãn quan có thể nhận thức được thế nào là tà kiến. Bây giờ thì ở đây nhiều chuyện lắm, trong thành phố mình cũng có, ở các nơi cũng có tà kiến nổi lên nhiều lắm, mà người Phật tử mà không nhận thức được thế nào là chánh thì cũng không nhận thức được thế nào là tà. Đó là những gì, những điều nhắc nhở tổng quát. Bây giờ để theo cái lời hứa của bữa trước, tôi xin trả lời những câu hỏi. Đây là những câu hỏi bữa trước. Đó là câu hỏi, là câu hỏi rằng: thưa Thầy, trong ngũ uẩn, khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Câu hỏi đó có học sâu sắc lắm mới hỏi được cái đó đó nha, chứ không phải thường đâu. Trong ngũ uẩn, khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Thành cái hồn để thế nào? Một là để vãng sanh cực lạc, hai là thành cái hồn, cái hồn đó để đọa địa ngục, ba là cái quấn nào thành cái hồn để vãng lai hưởng sự thờ phụng cúng dường của các con cháu Phật tử diệu nghĩa. Câu hỏi như thế. Nếu tôi hỏi lại, nếu đây là một cuộc tọa đàm hay là thảo luận, tôi hỏi các Phật tử, tất cả Phật tử hỏi chung, ai là người biết kêu sau khi con người chết trong năm quấn, quấn nào thành cái hồn? Xin mời Đức Giê trả lời, cái này vui lắm đó. Phải học vậy mới được đó. Phải trả lời vậy đó, câu hỏi đó hay đó, mà phải trả lời gì? Trả lời kiểu nào đó, giả đáp kiểu nào đó. Trong năm quấn, do vậy cho nên là tôi nói cái lớp học của ta đây là nhắc nhở chứ không phải là học. Ai chưa biết cái từ ngũ uẩn là gì thì nghe nói, nghe những người nói giống như những người khùng, nói cái gì ta không có hiểu. Do vậy cho nên là khi mà vấn đề đây mà nghe mình đưa ra để đặt ra và trả lời đó, khỏi đáp á, thì cái người đó phải biết ngũ uẩn là gì. Thế thì ngũ uẩn đó ai cũng có tụng kinh, đa số một đời có tụng kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thanh bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không, có nghĩa là một Bồ Tát nào trên mức độ tu tập tư duy quán chiếu thành tựu tốt về bát nhã ba la mật, dựa trên cơ sở giáo lý bát nhã ba la mật, ba ba là mặt mà tư duy và quán chiếu mà tu tập mình đạt được yêu cầu rồi đó, thì cái người đó soi rọi nhận thức thấy rõ là ngâm năm uẩn đều trống rỗng không có gì. Và cái còn giải thích này sao lại thấp? Sắc uẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc uẩn, sắc uẩn là không mà không là sắc uẩn. Vậy thì ngũ uẩn và không rất rõ ràng. Thọ uẩn, thọ uẩn thế nào? Phật dạy này sẽ là pháp, ông cũng mới nói yêu như vậy. Sắc uẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc uẩn là không mà không là sắc uẩn. Thọ ông cũng nói vậy, thọ uẩn chẳng khác không, không là hư không, là trống không đấy, không chẳng khác thọ uẩn. Thọ uẩn là không, mà không tức là thọ uẩn. Như vậy là thọ quẩn cũng không có gì hết. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng nói như vậy. Này Xá Lợi Phất, thức quẩn chẳng khác không, không chẳng khác thức quẩn. Thức quẩn là không, không là thức quẩn. Do vậy mà Phật dạy rằng là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dài không. Bất cứ một Bồ Tát nào trên đường tu tập mà thực hành thâm sâu sắc được về
về cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật, bồi dưỡng được cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì người đó sẽ thấy được ngũ uẩn là không có gì, là trống rỗng giống như hư không vậy. Vậy mà đời nay tất cả mọi người Phật tử đều nói rằng là chết rồi còn có một uẩn. Cái đó đó đau biết chừng nào, nó đau cho người đệ tử Phật biết chừng nào. Cho nên câu hỏi này hay nè, trong ngũ uẩn khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Tại sao mà người này nó hỏi vậy? Bởi vì mình phải có cái hồn để mà cái hồn nào đó để tụng kinh cầu nguyện giảng sanh, hoặc là cái hồn đó để đọa vào địa ngục. Nếu đọa địa ngục thì cũng phải có cái hồn chứ. Hoặc là để giảng lai thờ cúng lại lục cho con cháu thờ lại, vô vào ba cái việc làm đó thì buộc lòng người ta phải xác định rằng là con người chết rồi phải có cái hồn. Có cái hồn để, một là cái hồn giáng sanh, hai là cái hồn nếu bị tội lỗi là đọa địa ngục, ba là cái hồn mà để đi tới đi lui, để chịu cho con cháu là thờ lại cũng dùng tôn trọng từ chục năm này cho tới khi nào đã trong đầu mình, trong tâm mình, trong trí mình, chứ không cần ở ngoài. Ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cái tâm của mình mà bị phiền não vô minh dục vọng thì cái cõi đất này là toàn thể cái cõi đất này nó gọi là cõi ta bà. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình mà hoàn toàn buông bỏ nhẹ nhàng trong sáng á thì cái cõi đất của mình ở đây nè, nó là nó tự nhiên nó thành tịnh độ, nó thành sạch sẽ, nó thành trong sáng, không còn mọi nguyên nhân đau khổ nữa. Cho nên cái cõi đất của mình đây nó hóa ra thành ra gọi là cực lạc. Đó là giáo lý mà tôi học đó. Từ tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên Phật hiện Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xuất hiện. Tu theo pháp môn tịnh độ mà kinh điển tôi học là không có đi đâu để gặp, mà gặp ở tại nhà mình, mà gặp ở nơi mình đi đứng nhẹ nhàng ở trước cái sân, cái bồn hoa, hoặc là có khi mà đi nhẹ nhàng lững thững ở dưới bóng cây ở trong cái rừng nào đó, bờ ruộng nào đó cũng đều có thể gặp Phật Di Đà được hết, mà không cần phải đi qua bên phía mặt trời lặn ở Tây Phương gì hết. Do vậy mà nói rằng còn cái hồn mà để tụng kinh mà đẩy đi cực lạc đó là cái đó là theo tu học là tà kiến, là quyến hoặc là quan được. Cho nên tôi biết là tôi nhắc là khó, càng nhắc càng mất một đạo mất. Tuy nhiên là có cái số mà một đạo mà có học giống sâu dày á, hoặc là người trí thức á, là thỉnh thoảng có thêm. Còn một đạo mà không chịu tu thiền á, tức là văn mà không có tư. Không có tư tức là không có suy nghĩ, mà không có suy nghĩ tức là không có tu thiền. Thì mình cái thành phần bổn đạo đó người ta bỏ, tôi lần tôi bỏ hết rồi. Còn người nào nghe rồi có suy nghĩ, có suy nghĩ có nghĩa là người đó có tu thiền. Có tu thiền, có suy nghĩ đúng rồi là người ta mới ứng dụng, mới thực hành cái lời dạy của Phật. Gọi là văn như tư, tư như tu, thì thành phần đó mới có thể đi theo tôi mới được. Còn thành phần mà chịu nghĩa là không chịu thiền định, mà cũng chịu tu tập, không cần sửa thân, không cần sửa miệng, không cần sửa những cái gì, cái lỗi lầm của ý, thân miệng ý lỗi lầm không cần sửa, mà chỉ là chờ khi chết đó, là nhờ các thầy với nhờ trong cái ban gọi là cái ban hộ niệm nên tụng rồi đẩy cái hồn đi, là cái đó không có tu trong đó, không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Cho nên cái nhắc nhở này khó nghe, câu hỏi này nè, do vậy mà một là vấn đề là còn cái hồn, là tôi xin trả lời là không có cái hồn,
hay là cái hồn để mà giáng sanh cực lạc. Tôi nói cái hồn cũng không có cái hồn có giáng sanh. Mà ngay bây giờ các vị có thể là ở tại cảnh giới cực lạc, ở trong cái nhà của vị, của các vị. Các vị không có bị các điều khổ mà các vị hưởng các điều vui, thì mình ở đâu là ở chỗ đó gọi là cực lạc đó. Bởi vì trong kinh Di Đà ta định nghĩa cực lạc là gì? Là bị Phật quốc độ, chúng sinh vô hưởng chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Chúng sinh ở nước cực lạc đó, họ là người thế nào? Họ là cái người mà hoàn toàn không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng an lành, hạnh phúc, an vui. Vì vậy cho nên chúng sanh ở cõi đó gọi là nước cực lạc. Vậy thì nếu mà mình ở cõi này mà cái tâm hồn mình trong sáng, mình thanh tịnh, mình nhẹ nhàng, mình không tham, không sân, không si, không tà kiến, không quyến hoặc quan đồ, thì tâm hồn mình nó trong sáng, an lành, thanh tịnh vậy đó. Đó là cực lạc ở tại đây đó. Bởi vì cảnh giới cực lạc nó không có một vùng, mà nó là pháp giới tàn thâm, nó hết thải cả không gian và thời gian, chỗ nào cũng là cảnh giới cực lạc hết. Do mình có dục vọng thì nó thành có ta bà. Thì mình diệt tan hết cái dục vọng, cái tham sân si, cái ác kiến, thì toàn thể nghĩa là không gian thời gian đều là cực lạc hết. Học phần vậy thì tôi mới chịu. Còn mà tụng để đưa cái hồn đi đó, cái đó không phải đạo Phật. Cái đó khó nghe đó. Thế thì là để giảng sanh cực lạc không có, để đọa địa ngục không có. Địa ngục là cái gì? Ở đâu? Tôi đố mấy cái ông mà đưa người ta đi Tây Phương đó, chỉ không có cảnh Tây Phương cực lạc ở đâu. Và nếu mà ta không đưa vong linh, không đưa ông bà của người ta vô cho mấy ông để tụng đó, rồi người ta đọa cực lạc, chỉ cực lạc cho tôi qua đâu? Mấy ông có nói được không? Không nói được đâu. Cái địa ngục này là hoàn toàn của đạo Phật hết. Cái địa ngục là có cái gì ở dưới đất hay là ở đâu hết? Cái nghĩa thứ nhất là bất lạc. Ai mà ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, một cuộc sống mà không có chút nào an vui, không có chút nào hạnh phúc, không có chút nào sung sướng, là bởi vì nó làm cho nội đây không có ai sung sướng đó. Nghe cái sách ra bật tội liền. Đây là kinh điển nha,
Kinh điển dạy hơn 60 năm đây nè. Đây là cái chỗ nào mà cứ khiền đi. Đó là cái điểm này. Còn ai mà nói cái không chịu nói vậy là không phải là để tự hoạch vậy. Bởi vì cái này là cái điểm mà. Cho nên là những cái nào mà không nghĩ muốn mình đó, nó là một nhân duyên của địa ngục. Nhiều cái mà bất bình, bất mãn, bất nghĩ gì thì nhiều cái nó cộng lại đó, thì nó thành ra cái địa ngục lớn gọi là đại địa ngục. Rồi còn từ năm này qua năm kia, ngày này qua ngày nọ mà không có một điều kiện vui, không có một việc vui, không có một thời gian nào vui được, khổ tràn ngập liên tục, thì người ta gọi đó là địa ngục vô gián. Vô gián tức là không có lúc nghỉ ngơi tạm ngừng cái khổ sở đó. Như vô gián là vậy. Khổ liên tục ngày cũng như đêm, từng giây từng phút từng giờ không có lúc nào vui, gọi là địa ngục vô gián. Do vậy cho nên là trong cái nhà của mình á, mình sinh hoạt có những cái nhà mà tới cái lúc nó không may nó xảy đến những điều khổ liên tục, người ta gọi là sống trong cái nhà này, sống trong cái nhà này y như là sống trong địa ngục. Đó là địa ngục đó chứ không y như gì nữa. Theo giáo lý của đạo Phật là cái nhà của mình mà nó đủ thứ khổ nó dồn dập, vừa dẫn đến cái khổ này thì cái khổ khác nảy sinh, và cái khổ này dẫn đến chưa xong chưa được thì lại là cái mình nhà cái khổ khác. Thế thì nó liên tục như vậy thì gọi là đọa vào, rơi vào địa ngục vô gián là vậy. Thế thì cái nghĩa thứ nhất là bất lạc, không có môi trường vui, không có hoàn cảnh vui, không có lúc vui. Thì mỗi một môi trường, một hoàn cảnh, một lúc, một cái chi tiết nhỏ nhặt nào đó là một dữ kiện, một điều kiện nhỏ để nó gom lại là một nhân duyên địa ngục. Rồi nhiều cái nhân duyên địa ngục như vậy nó gom lại nó thành ra cái địa ngục gọi là đại địa ngục. Cái nghĩa thứ hai là khả nhiễm. Cái người mình chỉ có buồn không, mình chỉ có chán không, ở trong môi trường, trong hoàn cảnh, không gian thời gian lúc nào cũng môi trường hoàn cảnh không gian thời gian không chán, không có vui gì hết, thì đó là nhân duyên, đó là nguyên nhân địa ngục đó. Và nó có nhiều cái đáng chán gom lại và thành ra cái địa ngục lớn gọi là đại địa ngục. Địa ngục cái nghĩa thứ hai là khả nhiễm. Thứ ba là khổ yếu, hai này cộng lại đây là mình nói cụ thể. Ví dụ như là ở trong cái môi trường vì một duyên cớ nào đó mình không cần nói, nhưng mà ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà toàn là những cái dụng cụ tra khảo, đánh đập, hành hạ, chết chóc, như mình hiểu đó, như hiểu là những cái nhà tù tội mà người ta hành hạ cung cực đó, thì cái môi trường đó đều gọi đó là địa ngục hết đó. Nếu ở trong môi trường đó là gọi là mình đã rơi vào địa ngục, đọa là rơi vào. Cái đó là cái có thiệt. Cái cụ thể là khổ cụ, khổ khí, là ví dụ như ở trong những nhà tù và đối lập chính trị ghi gốc đó mà,
người ta hành hạ dữ lắm. Nếu mà mình nghe cho tả cái nỗi hành hạ trong đó, nó khắc nghiệt, nó ác độc ghê gớm, mà muốn chết cái người mà bị hành hạ, bị tra khảo, nó muốn chết mà ta không cho chết. Do vậy mà trong kinh Địa Tạng đó là cầu sanh bất đắc sanh mà cầu tử bất đắc tử là gì? Muốn chết chứ không được, muốn sống cũng không yên. Thế thì khổ khổ yểm khổ phụ là để chỉ cho cái môi trường đó, còn cái khả khả yểm và bất lạc là chỉ cho cái môi trường ở trong cái nhà bình thường của chúng ta. Nếu chúng ta không kết sinh sự, chúng ta không có cùng nhau sửa đổi cái sai lầm của thân của mẹ của ý, thì cái gia đình của chúng ta có thể là bất lạc, có thể là khả yểm. Đó là nói về cái nhà cửa của mình. Còn những cái khổ 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 khiến là nói chẳng hạn như trường hợp ở trong những cái tù mẫu đó, những nhà tù trên thế giới kìa kỳ lắm, sợ hãi lắm. Nói chung là nước nào cũng có, chứ không phải là một nước, đều là có những cái khổ 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 khiến, những cái chỗ giam giữ con người. Thì để chỉ cho cái nỗi khổ như vậy, chứ đâu phải trong lòng đất gì hết. Đây, vô và hữu, chấp vô và chấp hữu. Vô và hữu là hai cái quan niệm chấp. Nếu mà mình chấp hữu một cách sai lầm, dù về tà kiến thì lại cũng là một thứ địa ngục. Có người nghĩa là cứ ở trong nhà mình mà cứ thấy ma thấy quỷ, cứ thấy ma thấy quỷ là trước thầy phù thủy là thầy cúng, rồi bùa chú em đó hoài mà vẫn thấy ma quỷ hoài. Có người là thấy mình ngủ mình nằm vậy, có người nằm gần bên mình, người nam thấy người nữ nằm gần bên, người nữ thấy người nam nằm gần bên, mà thấy chừng rờ qua về thiếu tính yêu đương gì đó thì đâu có. Cái đó thầy phù thủy rồi gọi nó là nắp đàn dưới. Cái kỳ thần đó là cái bệnh tâm lý mà không có giải phóng nó được. Người nam có thể tổn thương hình người nữ, người nữ có thể tổn thương hình người nam, nằm gần bên ngủ bên, thậm chí nói chuyện làm nhảm mặt đêm cũng có. Thầy phù thủy cũng gọi là nắp đàn dưới. Kỳ thần ra nó không phải đàn dưới là trên gì hết, đó là cái bệnh mà mình ức chế mà mình không thắng được cái dục vọng về ái dục. Tôi hồi nhỏ là tôi đã phải làm cái bộ phận đi bắt cái thứ quỷ đó, bắt rất nhiều hũ nhốt trong hũ, mà sư ta không có con nào, không hề có con nào. Cái cô mà tôi bắt quỷ xa cổ lập gia đình rồi, cái cổ tươi của trẻ của đẹp của sinh con nhá đàng hoàng, nhưng mà lúc đó của mình như lắm 18 tuổi mà yêu mà chưa chút đối tượng, rồi thầm yêu chậm nhớ mấy lâu chốc mộng tâm hồn nó mất loạn. Ngược lại mình đang cũng có người như vậy, cũng yêu đơn phương, yêu xong thua mà nó không thành tựu được, cũng bị cái chứng bệnh đó gọi là ma quỷ. Chứ cho là Phật là cái thứ vậy đó không được gọi là ma quỷ. Vậy mà mình cho là có ma có quỷ nè, ở dưới sông thì gọi là hạ bá, trên thì mình gọi là thiên lôi, rồi dài trong đồng quan cõi nội về mình gọi là quỷ này quỷ kia thành cây, là có cái gì mình cũng nói có quỷ có ma có thần nó hết. Rồi mình lại lục, mình cúng dường đủ thứ cầu nguyện gian sinh lại lục, mà không thành tựu được cái gì hết. Không thành tựu được cái gì hết. Năm nào cũng cúng sao, năm nào cũng cúng hạn, năm nào cũng cúng cầu siêu, năm nào cũng cúng cầu an, mà thật sự trong nhà ai cũng có sanh lão bệnh tử, bệnh nhưng bình thường không có an được. Còn hãy chết là chết. Chết thì là thất đại, trả gì cho thất đại, chứ mình gọi là đẩy cái hồn để đi siêu là không có.
Cho nên là những tập có tay chỉ tay là tôi chỉ cho nó khá rõ lắm đó. Nhưng mà không phải ai cũng chịu nghe, tôi biết. Cho nên những cái tập phải chấp đủ thứ như vậy, nó gọi là chấp hữu. Vì vậy mà trong những tập những tập thơ tôi nói, nếu mà các vị mình gửi cái tâm hồn, gửi tâm hồn của mình mà cầu nguyện bằng cái đấng, một đấng gì đó, một đấng thiêng liêng nào đó để giúp đỡ mình, phù hộ mình cái gì đó, hoặc là cái ông nào đó, một cái bà nào đó, hoặc cái chú nào đó, cái thím nào đó, cái cô nào đó, cái diệu nào đó, cho tới cái anh nào đó, cái chị nào đó, cái thằng nào đó, cái con nào đó, đều là bài quyết hết, không có cầu nguyện. Cho nên tôi với các bạn cũng lâu rồi, những người đệ tử tự mình quý Phật và mình nói mình là đệ tử Phật, nhưng mà mình làm để không trúng với lời Phật ý kinh. Cho nên tôi có viết là để mà nhắc nhở những Phật tử đừng có lễ bái nhiều. Tôi viết bài thơ là lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, thế lễ bái là cầu, là nguyện, là van xin. Bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn nguyện không được van xin mãi, má họ quân nào nhận lễ tao, nhận lễ tao mà phù hộ tao. Cái đó có thật, tiền bất tật mang nhiều lắm. Nhưng mà có cái là người ta tùng ngữ trong cái câu là đau chân há miệng, tại mình yếu đuối quá, mình đặt cái niềm tin gỡ gấp từ quỷ tới ma cho tới thành thánh, mình đặt từ lưng mà sự thành không còn. Nhưng miền Bắc hiện giờ vẫn còn, dù là sao sao tôi nghĩ vậy, mà mỗi một năm tới lễ Tết là đi lễ các bà chúa, trong đó gọi là bà chúa ở Phủ Dày, và một cái lễ mà gọi là Đức Thánh Trần, lễ là xin cái ấn, ngày khai ấn Đức Thánh Trần đó, người ta đông như kiến cỏ. Nhà nước ra lệnh nghĩa là hạn chế một cách này cách khác, nhiều thứ là hạn chế, nhưng mà cái đức tin của người ta không bao giờ lôi được, vẫn đông đảo. Là vì tại người ta thấy tự mình mà thấy yếu đuối quá thì phải nhờ cái người khác che chở giúp đỡ, mà cái đó không phải tinh thần của đạo Phật. Chỉ ra cái đó thì đạo Phật kia là sẽ còn không được bao nhiêu người, vì người ta yếu đuối quá, người ta sợ hãi quá, ta nương vào cái sức chở che của ngoại bang, của ngoại lai, của thành thánh. Kỳ thật là cái đó không cầu nguyện được. Nếu mà cầu nguyện được thì các hòa thượng từ lớn tuổi rồi đó thì cứ mình tự cầu cho mình chứ. Nhưng mà nhiều khi làm hòa thượng mà vẫn có nhờ cái là cả 100, 200, 300, 500 để cầu nguyện tụng đó, mà thật sự là không phải do cầu nguyện mà hết cái gì hết. Nhưng mà tại sợ quá để làm vậy. Cái đó là một sự thật vậy, sợ quá ta làm vậy chứ không có thành tựu gì. Đạo Phật thì phải xây tự mình xây dựng bồ đề bằng cái đầu của mình, tự Đức Phật Thích Ca xây dựng bồ đề bằng cái đầu của mình, tức là hành thâm bát nhã ba la mật đa để chiếu kiến muôn gia không, để chiếu kiến cho được vạn pháp gia không, để thấy cho được hiện tượng như danh như nguyện. Đức Phật có lại ông nào không? Không lại ông nào mà là con nào thành nào hết. Thành Đức Phật thành quả cho tôi một bồ đề bằng cái đầu của mình và cái trí tâm mình và trí mình. Tâm là mình chỉ cho cái tim là để biểu trưng cho tôi, chứ là tâm không phải là cái tim. Tâm là cái phi vật thể. Mà cái ngôn từ đó ngày xưa tôi dùng cái từ vô biểu sắc. Tâm là thuộc về vật chất, nhưng mà nó là một thứ gọi sắc, nó là thứ sắc, thứ vật chất mà gọi là vật chất vô biểu. Thế mình chỉ mình nói tâm là cái tim, không phải
Rồi mình chỉ mình nói là tâm này là cái ốc là bộ ốc, trong này là cái ý căn. Ý căn là cái chỗ mà để có thể là làm, nó là cái điều kiện để cho cái tâm và ý của người khác nó phát triển ở đó, cái đó thì có. Nhưng mà cái ốc cũng không phải là tâm, mà nó cái chỗ để tạo ra cái nhân cớ để cho cái tâm nó được đó mà nó có điều kiện nó phát triển ra. Chứ cái ốc cũng không phải là tâm, nhưng mà không có ốc thì không có tâm. Cũng như một cái đời này, đây ví dụ đây là cái tiếng chuông. Tiếng chuông này không phải là tiếng chuông mà sao tiếng được, nhưng mà sẽ làm ta tiếng được là do cái chuông. Cho nên chuông này là cái dữ kiện, là nguyên nhân để cho cái âm thanh của cái chuông nó gá vào đây, nó làm cái điều kiện để nó có được tiếng. Ví dụ thế thì tiếng là phi vật thể, nó vẫn là một thứ vật chất, nhưng mà vật chất đó là cái một phi vật thể. Có ai về cái tiếng đó là cái gì? Vậy thì nói cái chuông này có tiếng không? Phải đấy, chuông đâu có tiếng, chuông đâu có tiếng, mà nó là cái điều kiện, một yếu tố, một nhân, một duyên để có để cho cái tiếng phát sinh. Mà tai tôi cũng là một nhân một duyên để cho cái tiếng này phát sinh. Do vậy cho nên là mình phải học cái nguồn, phải chiêm định cho kỹ. Cái thức quẩn của mình nó cũng vậy đó, thức quẩn của mình nó nương như cái ốc của mình, cũng giống như cái tiếng này nó nương như cái chuông. Không có cái chuông là không có cái tiếng được, nhưng mà chuông không phải là tiếng. Cái não của mình không phải là tâm, nhưng mà cái não là cái điều kiện, cái duyên cớ để cho tâm và ý và thức nương vào đó mà nó biểu hiện ra. Do vậy cho nên con người chết rồi đó thì sắc quẩn trả về cho sắc quẩn, thọ quẩn trả về cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều đâu trả về đó, mà không tìm ra cái gì hết. Cũng như cái chuông này mà nếu mà đem mà đổ vô trong cái lò nấu mà đốt cho nó chảy ra rồi đó, thì đố ai tìm cái gì là độc, cái gì là tiếng, cái gì là chuông, không có. Nó đều mất hết giống nhau, mất hết cái dáng của cái chuông, mất hết cả cái tiếng chuông. Thế thì cái thanh vô uống này như một cái chuông này, chuông này khi nấu thành nước thì không còn cái gì hết, tìm cái âm thanh không có. Thanh vô uống này chết rồi, tức là giảm bớt nhân sanh, mà hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên kia đi gọi là diệt, thì ở đâu nó trả diệt cho cái phật đó? Quẩn nào nó trả diệt cho quẩn đấy, đại nào nó trả diệt cho đại đấy. Vậy thì cái gì thành là cái hậu? Đó là cái chân lý mình hiểu vậy đó. Do vậy mà mình chấp ma quỷ thần thánh ông này ông nọ đó bằng cái hồn, bằng cái gì đó là do mình tưởng tượng ra, chứ cái đó không còn cái gì hết, không có cái gì hết. Vũ quân chết rồi là không có một cái gì để thành ra cái hồn, mà nó cái hồn mà chết là có cái hồn để cúng lại, để gia sinh, để đền ơn đáp nghĩa, hoặc là có cái hồn để đẩy đi qua cõi cực lạc là thân phận chấp hữu. Mà chấp hữu là không phải chân lý, mà học theo đạo Phật là phải học chân lý. Chân lý là cái lý chân thật của sự vật hiện tượng của bản hữu. Cái nào mà không có cái chân lý, không đúng với sự vật hiện tượng của bản hữu á, thì không phải là cái của Phật dạy. Còn chấp vô là một, cũng là một nguyên nhân sai lầm, cũng là một tính chất sai lầm, một nguyên nhân ảo hộ.
Cái đó để có cái dịp nào tôi có lẽ tôi sẽ nói về về tam giới mà. Nếu mình chấp sai lầm thì vô sắc giới nó trở thành là một cái thứ không có mà mình cho là có, thì vô cái vô sắc giới mà mình lại chấp hữu, mình chấp có, thì đó là sai, cái thứ sai lầm. Cho nên đó là một nguyên nhân khổ của địa ngục, là một nghĩa của địa ngục. Ngược lại mình cho rằng giải pháp không có gì hết, không có nhân, không nhân, không quả, không có nhân duyên, không có cái chân lý nhân duyên cũng không tin, không hiểu, mà cái chân lý nhân quả cũng không tin, cũng không hiểu, không có gì hết. Thế thì mình chấp như thế còn lại là vô, nghĩa là mình cũng không nhận thức được cái lý. Giải pháp đâu phải là vô, đâu phải là không có gì. Nếu không có gì thì tại sao lại có cái này, cái bình này để cho anh xài? Nếu không có gì thì tại sao ngồi đây là 400-500 người bằng cái gì đây? Đây là một người đàng hoàng mà anh nói không là sao? Nó phải có chứ, nhưng mà nó có kiểu nào? Nó có làm sao? Nó buộc bằng chân. Do vậy cho nên là nó có, con người là có thật và còn sống là có con người thật, là khi chết là có cái hồn thật. Đó là anh, đó là anh chấp hữu kiểu đó, anh cũng sai lầm cái đấy. Giải pháp này mình phải hiểu, nghe được cái hoa này, cái hoa này là mình nói nó không sao được. Nếu mình nói nó không có gì hết vậy thì nó hỏi chứ cái hoa này là cái gì? Cái hoa này ai cũng biết là cái hoa này là cái hoa, và nó có cái quan rất là có. Vậy mà mình chấp vô, mình không có gì hết, tức là một thứ tà kiến, một thứ sai. Cho nên là khi mà nhìn cái quan này, cái người đệ tử Phật học á, người ta dám nói là đây là không, đây là không, và quan trọng không, kể cả cái vũ trụ bao la vô tận cũng không, không này, đây là không. Nhưng mà người ta hiểu rằng là cái không này, do không này mà có là cái quan này, do không này mà có là cái quan. Nhưng mà nó có bằng kiểu nào? Chắc nói là cái không này mà một kiểu là có qua này là một cái cấp mình nói như vậy là cũng không có cái gì. Không chẳng khác có chẳng khác không, không này là có này là tư cái không, không này là cái gì, không ai tìm ra cái gì trong này hết. Nhưng mà cái không này là một duyên cớ, một nhân, một duyên để có ra cái này. Nó là một chân, một nhân, một duyên cớ để có một cái hoa. Nhưng mà nói hư không mà sanh ra cái hoa là không đúng. Cái hoa này từ hư không này mà làm ra nó có không đúng. Mà phải nói là hư không này là một duyên cớ để có một cái hoa này. Cái hoa này có là nó là một cái biểu hiện mà là nó rất tập hợp. Một chất lượng, một phần nhỏ nào của hư không này để một hư không này là một nhân duyên để nó có cái hoa. Không có hư không này là không có hoa. Nhưng mà hư không này không sinh ra hoa được, nhưng mà không có hư không này không sinh ra hoa. Cũng như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời người ta gọi là ánh sáng mặt trời sinh ra cái bông này, không có. Không chỉ là ánh sáng mặt trời nào mà làm ra cái bông này. Do vậy cho nên nói ánh sáng mặt trời thành ra cái bông này, sanh ra cái bông này không đúng. Nhưng mà cái bông này á mà nó sanh ra là không có ánh sáng mặt trời là không có cái bông này. Không có ánh sáng mặt trời là không có bông này được. Mà nói ánh sáng mặt trời sanh ra cái bông này là không đúng. Vậy thì ánh sáng mặt trời là một phần dữ liệu, một phần nhân duyên để có cái bông này. Vì nếu không có ánh sáng mặt trời là cái bông này không hiện hữu, không tồn tại và không có.
Cho nên ánh sáng mặt trời là một phần nhân, một phần nhân, một phần duyên để con người hoàn thành. Thành ra đất, nước, gió, lửa cũng đều nói y như vậy. Và cái đó muốn hiểu cái đó là mình phải tu thiền, phải tập tu thiền. Tu thiền cái là tư duy. Cái này là trùng trùng nhân và duyên. Nước cũng vậy, trong nước không có hoa, trong nước không có hoa, cái hoa này có là từ có nước, nhưng mà nói cái hoa này là nước không trúng, nhưng mà nếu không có nước là không có hoa này, bởi vì làm sao sống được? Trong sa mạc không có nước mà không bao giờ có hoa, vậy thì nước hoa này là nước ư? Nước sa ư? Không trúng. Nước là một phần nhân duyên, nó gặp, nó gấp, nó hợp với nhiều nhân duyên khác để nó có. Thế thì là cái con người của mình đấy. Con người mình nó đất không trúng, nó nước không trúng, nó không khí không trúng, nó lửa không trúng. À, nói rằng là cái tấm biết cũng trúng mà nó là thức. Nó là trí cũng trúng và nó là thức cũng trúng. Tức là địa thủy quả phong không kiến thức bảy cái đại đó nương giá cơ quan nguyên nhân hợp thành. Do vậy cho nên ý tôi muốn nói là từ các cõi cực lạc niết bàn là do con người tạo ra ở cõi đất này, ở trên mặt đất này. Đó là kinh điển của Đức Phật dạy. Pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất trần, nó chỉ có một mà, chứ không phải là ở kia một cái lạnh nào đó có một quyển đó gọi là cực lạnh, mà còn ở quyển nào đó gọi là thường, gọi là địa ngục, gọi là địa ngục cũng có. Địa ngục không hề có trong lòng đất. Giờ nhìn trên cái phía của mình tin thế này, mình tin rằng chết rồi mà còn có cái hồn để cầu nguyện, để đi lên, hoặc là nếu cầu nguyện mà mình không muốn người ta cầu nguyện thì nó đi xuống địa ngục á, cái đó đừng sợ cái đó. Bây giờ là 9:48 sáng. 8:00 tới 9:00, 8:30 tới 9:30. Đúng rồi, tới 40 phút. Bây giờ cái đầu giờ tính không ra. Hồi nãy 8:30. Bây giờ là 9:40. Khổ cụ là khổ khí, là vô, là hữu, là hoàn toàn đau khổ, gọi là đọa địa ngục. Chứ đừng đòi địa ngục ở đâu khác. Các vị đi trong chùa tôi biết, các vị thấy người ta vẽ địa ngục, quỷ sứ đồ, nhân dương rồi đó, cái đó không phải là Phật đâu. Cho nên cái chữ sau khi chết là không được. Thưa thầy, khi đất cực lạc thế giới rồi, tính nguyện thì danh câu cò họ sẽ độc hiểm lắm á. Nếu mình lên đó rồi thì ở đây thì ta biểu mình tin Đức Phật A Di Đà, tin cõi cực lạc, mình nỗ lực mình niệm, rồi mình mong mỏi trông chờ mong đợi để ngày mình chết mình đi về cảnh giới cực lạc. Do vậy mà mỗi ngày mình niệm cả ngàn tiếng, cả 30.000 tiếng, gọi là trì danh, tính nguyện trì danh. Rồi giả sử như được về cảnh giới cực lạc rồi thì cái chữ tính á không còn xài được nữa, vô dụng, đâu còn tính ai nữa được. Tính đạt rồi, nguyện cũng không còn nguyện nữa, cũng đã tới cực lạc rồi. Rồi trì danh đó thì Phật Di Đà là mình đã gặp đây, mỗi ngày uống nước trà chung đây, thì còn kêu ông chi nữa. Thế thì là tính nguyện trì danh không còn dùng nữa được.
Vậy lúc đó chúng sanh ở cõi cực lạc làm gì? Bây giờ là 10 giờ sáng. Như vậy là lên thế giới cực lạc đó ăn ở không chơi, mở không chơi. Tôi dám nói chắc ai mà làm biến nhất gì nữa mà cho ở không chơi hoài đó là người đó cũng không sống nổi đâu. Nếu mà không có việc làm bắt họ trồng trặt, họ làm mai giá, họ làm xí nghiệp gì đó thì họ cũng phải cờ bạc thôi. Vậy là chẳng lẽ là lên thế giới cực lạc rồi mình tổ chức sòng bài quánh bạc chơi hay sao? Chứ làm gì giờ? Cho nên những câu hỏi này nó hay lắm. Mà thiền càng thấy hay. Mà thấy hay cái đó có nghĩa là trí tuệ mình mở mang, mình không còn tinh quyết hoặc quan đường mê tín gì đâu nữa. Đó. Hết giờ ha. Lần sau là nhắc nhở nữa, chịu không? Kính thưa tăng ni Phật tử, dạ dạ tôi xin thông báo lịch giảng tháng 7 của thầy ạ. Chủ nhật mùng 1 tháng 7 âm lịch, thầy sẽ giảng ở chùa Phổ Quang Tân Bình. Thứ hai mùng 2 tháng 7 chùa Dược Sư Bình Thạnh. Thứ ba mùng 3 tháng 7 tỉnh xá Ngọc Phương Gò Vấp. Thứ tư mùng 4 tháng 7 chùa Kim Sơn Phú Nhuận. Thứ năm mùng 5 tháng 7 tỉnh xá Trung Tâm Bình Thạnh. Chủ nhật mùng 8 tháng 7 trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Để xin thông báo các chương trình được tổ chức.